Khi khoảnh khắc này xuất hiện, hàng triệu cổ động viên của Manchester United trên toàn thế giới có lẽ đã thở phào vì đội bóng thân yêu của họ vừa tránh được trận thua tệ hại và đáng xấu hổ trước FC Porto. Còn Erik ten Hag chắc hẳn phải rất hạnh phúc vì chiếc ghế mà ông đang ngồi tạm thời được giải cứu trước cả tá áp lực đang bủa vây. Bàn thắng mà Harry Maguire tạo ra đến vào thời điểm ai cũng nghĩ là quỷ đỏ sẽ buông xuôi, sẽ bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của đối phương. Dễ hiểu thôi, vì bao ngôi sao sáng giá nơi hàng tấn công của họ đều chẳng thể làm được điều đó. Còn người đeo trên tay tấm bằng thủ quân là Bruno Fernandes, thậm chí là còn phải rời sân vì hai tấm thẻ vàng lãng xẹt. Kịch bản đội trưởng Manchester United chơi tệ, đôi khi trở thành gánh nặng cho cả tập thể, thực tế là đã chẳng còn quá xa lạ đối với người hâm mộ câu lạc bộ này. Bao mùa giải đã qua, họ luôn phải chứng kiến điều đó diễn ra, khiến cho ai ai cũng cảm thấy lo ngại. Đó là nếu có một captain mới ở Old Trafford. Trước Bruno Fernandes, chính Harry Maguire là cái tên đã từng chịu không biết bao chỉ trích vì là thủ quân mà phong độ kém cỏi. Giờ đây thì cơn ác mộng ấy vẫn đang tiếp tục bám lấy đại diện thành Manchester. Vậy tại sao tấm bằng đội trưởng, vốn là vinh dự cho mọi cầu thủ, bây giờ lại trở thành nỗi ám ảnh đến thế ở Manchester United? Liệu có phải chỉ là Harry Maguire hay Bruno Fernandes mới là những người thi đấu kém cỏi nhất khi nhận trọng trách này, hay vấn đề kia đã xuất hiện từ rất lâu trước đó? Hãy cùng bình luận viên Cú Tuấn đi tìm câu trả lời thông qua video sau đây để hiểu rõ hơn lý do khiến cho người hâm mộ quỷ đỏ luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhắc về chiếc băng đội trưởng. Tệ hại và tủi hổ, đó chắc chắn là những xúc cảm của các cổ động viên Manchester United vào thời điểm hiện tại. Muốn vui vẻ, hạnh phúc như bao đội bóng khác sao được khi mà câu lạc bộ thân yêu cứ mãi không thắng, cứ mang tới màn trình diễn kém cỏi trên mọi đấu trường. Ở đó thì một trong những cái tên khiến cho khán giả thất vọng hơn cả là đội trưởng Bruno Fernandes. Ngày chưa nhận tấm bằng thủ quân, anh là ngôi sao hàng đầu với bộ óc sáng tạo, với nhãn quan siêu hạng cùng với kỹ năng dứt điểm bậc thầy. Giờ đây khi lãnh trọng trách ấy, chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã tụt dốc không phanh về phong độ. Hai tấm thẻ đỏ trong hai trận đấu liên tiếp cùng với các đường truyền thiếu trách nhiệm đem đến cho các fan thật sự nhiều nỗi buồn. Chẳng ai rõ vì sao tấm bằng với dòng chữ Captain ở phía trên vốn đầy vinh dự, bây giờ lại trở thành gánh nặng lớn đến vậy tại đội chủ sân Old Trafford. Bởi ngoài Bruno, Harry Maguire cũng đã từng là tâm điểm chỉ trích với không ít lời đắng cay bởi màn trình diễn nghèo nàn khi là đội trưởng câu lạc bộ. Rời bỏ vai trò đó, trung vệ của đội tuyển Anh lập tức rực sáng với sự vững vàng nơi hàng thủ, thậm chí là không dưới hai lần giải cứu đội nhà và cả huấn luyện viên Erik ten Hag với các pha lập công quý giá như là bàn thắng vào lưới của FC Porto. Thực tế thì Harry Maguire hay là Bruno Fernandes chỉ là những nạn nhân tiêu biểu cho vai trò lãnh đạo các đồng đội trên sân. Trước bộ đôi này, Ashley Young, Antonio Valencia hay thậm chí là cả Michael Carrick đều thi đấu không tốt khi được chọn làm đội trưởng của câu lạc bộ. Tất nhiên chẳng ai nghi ngờ đẳng cấp của những cái tên đã nhắc tới, bởi họ đều là các gương mặt mang đẳng cấp thế giới. Chỉ có điều là thời gian họ được tin tưởng giao phó băng thủ quân lại chưa hợp lý khi mà bản thân từng cầu thủ không có được phong độ cao hoặc là bản lĩnh cần có. Hãy nhớ lại mà xem, Michael Carrick chỉ ra sân có 5 lần trong mùa giải 2017-18, Antonio Valencia thì có 9 trận ở mùa giải tiếp theo, còn Ashley Young mất luôn cả suất đá chính ngay khi kế nhiệm cầu thủ người Ecuador làm đội trưởng câu lạc bộ. Điều ấy cho thấy rằng vấn đề đã xuất hiện từ nhiều mùa bóng trước, chứ không phải cho tới khi Harry Maguire tiếp quản tấm băng thủ quân. Thời điểm cầu thủ người Anh nhận lấy vinh dự này, anh còn mới chân ướt chân ráo cập bến Old Trafford. Chưa kể trong quãng thời gian đảm nhiệm trọng trách đó, tại Manchester United xuất hiện một biểu tượng mang tên Cristiano Ronaldo. Xét cả về danh tiếng lẫn phong độ của hai cái tên này ở cùng thời điểm, Harry Maguire sao bằng nổi CR7. Vì thế dù anh Liêm có ủng hộ người đồng đội, thì phải nói thật là chưa chắc trung vệ kia đã dám phàn nàn hay là nhắc nhở chân sút Bồ Đào Nha nếu cảm thấy không vừa ý. Thêm nữa, Harry Maguire cũng đâu phải là người có thể chịu đựng tốt áp lực từ truyền thông lẫn các cổ động viên. Anh là mẫu cầu thủ cần cù, âm thầm tập luyện rồi cống hiến, chứ không phải là dạng dám đứng ra chịu hết điều tiếng của dư luận, sẵn sàng bỏ ngoài tai tất cả mà cứ đá theo phong cách vốn có của bản thân. Vì vậy, chuyện anh thất bại ở vai trò đội trưởng cũng chẳng phải là điều gì quá bất ngờ. So với Harry Maguire, Bruno Fernandes dù ly hơn, thi đấu tốt hơn, nhưng điều khiến cho ngôi sao 30 tuổi cũng không đảm nhiệm tốt vai trò thủ quân chính là sự bất ổn về phong độ. Thời gian đầu mới cập bến quỷ đỏ, anh là cái tên gồng gánh cả tập thể. Song việc phải cày ải quá nhiều từ màu áo câu lạc bộ đến tuyển quốc gia khiến cho chàng tiền vệ ấy bị bào mòn về thể lực và dần dần sa sút. Đặc biệt, dù là ngôi sao hàng đầu nhưng có thể thấy đâu phải lúc nào Bruno Fernandes cũng xuất hiện khi đội nhà gặp khó, nhất là ở các trận đấu đỉnh cao.
Từng có thời điểm người ta so sánh cựu cầu thủ Sporting Lisbon với Kevin De Bruyne, nhưng chắc là ai cũng nhận ra rằng gương mặt thuộc biên chế Man City ăn đứt đội trưởng Manchester United về bản lĩnh, về tư chất cầu thủ lớn. Bruno Fernandes dù có khát khao, có quyết tâm, nhưng cũng không phải mẫu cầu thủ hò hét, gào thét vào mặt các đồng đội để tiếp lửa, để nhắc nhở họ mạnh mẽ trên sân cỏ. Thứ mà tất cả thấy ở anh chỉ là những lần pressing trọng tài. Vậy cho nên chuyện anh thất bại với tấm băng thủ quân cũng là một điều dễ hiểu. Song hành cùng với vinh dự mang trên tay dòng chữ Captain luôn là áp lực, đòi hỏi mỗi cầu thủ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn phải là người mạnh mẽ, cứng rắn và kiểm soát tốt phòng thay đồ của đội nhà. Kể từ mùa giải 2017-2018, Manchester United đã chẳng còn có được điều này. Người có bản lĩnh thì lại ít ra sân, ít đóng góp cho câu lạc bộ. Người đá chính thường xuyên thì tâm lý lại yếu và lại bất ổn về mặt phong độ, nên Quỷ Đỏ luôn thiếu đi người thủ lĩnh trên sân cỏ. Nhìn về quá khứ, sẽ dễ dàng nhận ra rằng các cầu thủ đeo băng đội trưởng Manchester United đều rất gan lì, máu chiến, không ngại va chạm, không sợ truyền thông và đương nhiên là có tư chất thủ lĩnh cực cao cùng với dấu ấn chuyên môn rõ ràng. Eric Cantona, Roy Keane, Nemanja Vidic, Wayne Rooney, họ đều xứng đáng là biểu tượng của đội bóng này, là những gương mặt sẵn sàng đổ máu trên sân vì màu áo của câu lạc bộ. Đẳng cấp của họ thì chẳng cần phải bàn cãi, vì họ là các nhân tố trụ cột đưa Manchester United bước vào giai đoạn vinh quang khi thống trị ngoại hạng Anh lẫn đấu trường châu lục, thậm chí là từng giành cả cú ăn ba lịch sử. Sở dĩ tấm băng đội trưởng Quỷ Đỏ ngày càng mất giá, càng trở thành nỗi ám ảnh, đó là bởi chính ba lãnh đạo đã mất đi phương hướng, đã không thể treo kéo đội nhà đi đúng với quỹ đạo đỉnh cao như khi còn Sir Alex Ferguson trên băng ghế chỉ đạo. Thời điểm chiến lược gia ấy còn tại vị, Manchester United luôn là thế lực ở cả sân chơi quốc nội lẫn đấu trường châu lục, là điểm đến với nhiều ngôi sao tầm cỡ. Nhưng kể từ ngày mà vị thuyền trưởng tài ba kia giải nghệ, tập thể này sa sút trên mọi giải đấu, cứ vài ba năm thì lại đổi huấn luyện viên và cho tới tận bây giờ vẫn loay hoay trên đường tìm lại vị thế vốn có. Thế cho nên, Old Trafford đâu còn sức hút với những cầu thủ hàng đầu, hoặc là nếu có thì họ cũng sớm đánh mất phong độ vì cả đội cứ yếu dần đi. Manchester United không có gương mặt nào sáng giá, các huấn luyện viên thì chẳng kiểm soát nổi phong thay đồ, thì nói gì đội trưởng làm được điều ấy. Trước kia, thủ quân của Manchester United dưới quan điểm của Sir Alex Ferguson là những người thích ứng với các tình huống và đưa ra quyết định tức thời. Ngoài ra, phải là cái tên được các đồng đội tôn trọng để có thể ra mệnh lệnh hoặc là truyền đạt thông điệp của huấn luyện viên. Vậy cho nên những người như là Cantona, Roy Keane, Vidic hay Rooney không cần ngài Ferguson vẫn sẽ nhìn thấy các vấn đề tồn tại ở câu lạc bộ để chỉ ra cho các đồng đội, sẵn sàng quát mắng nếu họ yếu đuối hay là luôn ở đó để động viên tinh thần khi họ mắc sai lầm. Cần thiết, họ sẽ luôn đứng ra để bảo vệ đồng đội, giống như cách mà Roy Keane đã hẹn Vieira đi giải quyết bằng nắm đấm vì dám nói xấu Gary Neville. Ngày nay, không ai tái hiện lại được các điều như vậy, vì họ còn chẳng giữ nổi phong độ của bản thân, chỉ nói gì đến việc phân tích hay là khích lệ các vệ tinh xung quanh. Ba lãnh đạo của đội bóng mỗi mùa cứ mang về cả tá cầu thủ, rồi hiệu quả thì chẳng đi đến đâu. Còn những thành viên ở ban huấn luyện thì chỉ biết trao băng đội trưởng cho người hoặc có nhiều kinh nghiệm, hoặc là cố gắng ra sân được thường xuyên nhất mà thôi, chứ chưa chắc đã đáp ứng được về mặt chuyên môn. Do đó dễ hiểu vì sao kể từ mùa giải 2017-2018 thì tấm băng thủ quân tại Manchester United lại trở nên vô hại đến như vậy. Michael Carrick, Antonio Valencia hay là Ashley Young, dù là các cầu thủ từng được tôi luyện dưới thời của Sir Alex, nhưng họ đã sa sút quá nhiều thời điểm nhận băng đội trưởng. Còn Harry Maguire rồi Bruno Fernandes, phải nói thật là họ không có đủ tư chất để đảm nhiệm vai trò này, vì bộ đôi ấy quá yếu đuối, không có cho mình sự lạnh lùng, bản lĩnh, máu chiến đấu cần có như bao người tiền bối. Đây chính là những lý do khiến cho hai từ Captain đang trở nên cực kỳ nặng nề tại Old Trafford. Việc đội bóng sa sút thiếu vắng các ngôi sao đẳng cấp khiến cho Manchester United không còn là nơi thu hút các gương mặt hàng đầu làng túc cầu giáo, những người có đủ bản lĩnh và chuyên môn. Chưa kể, việc liên tục thay đổi huấn luyện viên cũng khiến cho sự ổn định là một thứ gì đó xa xỉ đối với đại diện thành Manchester. Một câu lạc bộ đã đổi tới 6 chiến lược gia khác nhau nhưng vẫn chưa thể trở lại đỉnh cao, thì vấn đề nằm ở chính những người đứng đầu, những thành viên trong ban lãnh đạo. Đội bóng mà dột từ nóc như thế thì bảo sao các cầu thủ bất ổn hay là sa sút về phong độ cũng là một điều dễ hiểu. Tìm một người để trao gửi niềm tin xem chừng thật khó, nên việc lựa chọn vào Harry Maguire hay là Bruno Fernandes chẳng khác nào đặt cược. Nếu Manchester United chưa thể trở lại với hào quang như đã từng có trong quá khứ, thì họ sẽ còn loay hoay, còn ám ảnh nhiều nữa với tấm băng đội trưởng. Sau tiền vệ người Bồ Đào Nha, người tiếp theo nhận trọng trách này có lẽ cũng sẽ lại đi vào vết xe đổ như thế mà thôi.